kỳ thị người nước ngoài. Họ xin có trái thôi mà hôm sau họ làm lố rồi chặt nguyên cả cái cây. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Annie Japan. Thì ngày hôm nay tôi sẽ vừa dọn nhà vừa tám chuyện với mọi người nha. Thì nội dung hôm nay tám chuyện là gì nè? Tại vì có một em hỏi tôi là chị ơi, tại sao ở Nhật á, ví dụ như mình xin cái cây trái ở nhà người ta xong mà tự nhiên hôm sau người ta chặt luôn cái cây. Thì đúng không? Thì tất nhiên cái chuyện đó là nó có, nhưng mà vấn đề là hôm nay là tôi sẽ giải thích cho mọi người theo góc nhìn của tôi, xem mọi người có đúng không nha. Tại vì thực ra nó có bao gồm rất là nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố văn hóa đó mọi người ạ. Nên là không có thể nào mà trách người ta được. Có nhiều bạn xin đồ xong rồi qua thấy người ta chặt cây xong rồi bắt đầu cười nói kêu hả, cái bọn Nhật này hả kỳ thị người nước ngoài, rồi là hả xin có trái thôi mà hôm sau hả làm lố rồi chặt luôn cả cái cây. Ủa không, cái này mới là kỳ á nha. Thực sự rất là kỳ luôn á. Các bạn từ ở một đất nước khác, các bạn qua một đất nước khác, xong rồi sau đó là các bạn phá vỡ hết tất cả các nguyên tắc. Một cái, có nghĩa là cái phá vỡ tất cả cái gọi là cái gì ta, nó đảo lộn cuộc sống của người ta, xong xong các bạn lại nói người ta là kỳ cục. Ủa chứ các bạn không có kỳ hả? Ngay cả khi mà các bạn ở Việt Nam nha, các bạn từ thành phố này qua thành phố khác, mà chẳng cần phải từ thành phố này qua thành phố khác, mình nghe các bạn có người kể là từ làng này qua làng khác đúng không, là nhiều khi hả mày người làng khác tao người làng khác là đã có chuyện rồi. Rồi mày thằng này làng khác qua là mình chơi là đã có chuyện rồi. Đúng không? Đây là cái, không phải là từ thành phố này qua thành phố khác nữa, mà lại là từ cái đất nước này qua đất nước khác. Các bạn từ cái đất nước khác qua chỗ nhà người ta, các bạn sinh sống, các bạn làm việc, các bạn ở đó, nhưng mà các bạn không muốn theo cái luật lệ của người ta. Không phải cái luật lệ mà là gọi là cái văn hóa, cái cuộc sống của người ta. Mà trong khi đó các bạn, nếu như mà trong trường hợp nhá, mình luôn nói với các bạn của mình, mày đi du lịch, ok, cái vấn đề không có là gì hết. Kêu con bạn mình nó từ Mỹ qua đây nó du lịch, nó kêu nó không được tôi, tại vì cái tô mì ramen nó rất là to, nhưng văn hóa ở Nhật là họ không có chừa đồ ăn lại, nên là ta phải cố gắng tao ăn. Thì mình mới nói là tại vì mày đi du lịch, mày đi mày khám phá thôi, nhưng mày cũng không cần phải quá hết sức mình như vậy. Tại vì nếu như vậy thì nó sẽ không có ngon cho mày, là mày cảm thấy nó bị stress hơn. Tại vì thực ra con bạn của mình nó đã trước khi qua Nhật nó rất là tìm hiểu văn hóa của người Nhật rất là nhiều, và nó muốn là tôn trọng cái văn hóa của người Nhật, cái điều đó nó rất là đáng quý. Còn mình nói ở đây là có một số bạn là họ không có đi du lịch mà họ qua họ ở nha, thực sự rất là đáng trách. Đó là mình lên án luôn, thực sự họ rất là đáng trách. Tại vì người ta sống ở đây hàng ngàn năm rồi, các bạn qua các bạn không đi du lịch, mà có bạn qua rồi các bạn ăn ở ở đây rồi các bạn này thế nọ, xong rồi các bạn qua các bạn xin đồ người ta xong rồi. Tại vì á, ở Nhật là có một cái văn hóa vậy nè, họ không bao giờ làm phiền người khác. Ở Nhật có thấy ăn xin bao giờ không? Mình không nói với Nhật, đây là mình chỉ nói về cái chủ đề này, chứ không, mình không nói về những cái tổ chức là phi chính phủ hay là những cái tổ chức gì đó mà nó không hợp pháp, và nó những cái tôn giáo nó không hợp pháp, không phải không hợp pháp mà nó những cái tôn giáo nó không có theo đúng tiêu chuẩn, nó thực sự gọi là tôn giáo, hay là những cái gọi là đứng đắp lưng tụ thiện, cái đó là nó xa quá rồi. Mình chỉ đang nói về những cái cơ bản mà mình sẽ nói và nó chính xác về những cái từ đó thôi, chứ mình không có nói rộng ra tại vì cái chủ đề nó rất là rộng. Thì các bạn đi du lịch, các bạn có thể gọi là cái gì, break the rule được ha. Các bạn có thể không theo cái rule ở Nhật cũng được. Các bạn có thể nói chuyện, các bạn có thể nghe phone ở trên điện thoại, các bạn có thể nói chuyện to, cười đùa ở trong thang máy, các bạn có thể ngồi ăn uống ở trên tàu. Ý là mình trên tàu đi rồi, chứ không phải là cái trong cái tuyến Shinkansen nhiều. Các bạn có thể làm rất là nhiều thứ, nhưng mà khi mà các bạn đã ở đây là các bạn phải tôn trọng như vậy. Tại vì người Nhật họ cũng không có bao giờ mà qua nhà các bạn có xin đồ, không bao giờ mà kiểu như là họ gõ cửa họ kêu ê mày cho tao vay lon gạo đi, hay mày cho tao xin con cá, hay là mai tao trả lại con cá cho mày. Ở Việt Nam á, cái đó nó là một cái văn hóa khác, nó cũng rất là hay, nó rất là thoải mái. Nhưng mà ở Nhật từ xưa đến giờ, từ nhỏ tới giờ họ đâu có làm những điều đó, mà đâu xin ai, mà đâu ai xin họ. Tự nhiên cái hồi không có biết tiếng nói, không có biết gọi là gì ta, không có biết mình là ái trơn, xong rồi tự nhiên cái hồi đi ngang qua nhà gõ cửa to, ê bà cho con xin hai quả hồng nha, thì tất nhiên lúc đó là bà bất ngờ, thì tất nhiên bất ngờ, xong rồi họ sẽ có những là hai trường hợp, họ sẽ không cho, họ không ra mở cửa, hoặc là họ sẽ ok hái đi. Thì không lẽ bây giờ, tại vì người Nhật có một cái văn hóa nữa là họ sẽ không có nói chữ không, họ sẽ gọi là họ sẽ luôn theo cái gọi là ý kiến của người khác, và họ rất ít khi họ từ chối. Ví dụ như là hôm nay là mình đi với lại người Nhật, thì mình sẽ nói hôm nay ta muốn đi ABCD. Nếu như mình đề nghị như thẳng như vậy luôn thì họ sẽ theo mình là đi ABCD, chứ họ sẽ không kêu, không phải như là kiểu của mình ở Việt Nam hoặc là kêu là đi ABCD nha, không được đâu, ta thích là ABCD cơ. Thì họ sẽ không như vậy, họ sẽ lúc nào họ cũng sẽ nương theo cái đề nghị của mình nếu như mình đề xuất nha.
tất nhiên là họ sẽ nương theo cái đề nghị của mình, hầu như là vậy. Hoặc là họ sẽ kiểu vậy, nhưng nếu họ thực sự là họ không muốn đi, họ sẽ nói là hay là, họ sẽ ghi cái chữ hay là thôi, chứ họ sẽ không bao giờ họ đề xuất. Mà đến một đất nước nào đó thì mình phải theo cái quy chuẩn của họ. Tại vì nhiều khi á, ngay cả khi ở bên Nhật, ngay ví dụ như ở mình nhá, thì á, mình thấy là hầu như là họ để trái cây, họ gọi là họ trồng nó tự ra hoa tự ra trái vậy thôi, nhiều khi họ để họ không có ăn. Nhiều khi là tại vì bạn, mọi người hiểu không, cái vấn đề mà để cái cây ở bên ngoài á, cho nó tự mọc lên này nọ, ví dụ thay là mình có một cái nông trại, mình làm nghề trồng cây, mình làm nghề trồng cam trồng táo, thì mình sẽ chăm sóc cái cây đó và mình sẽ tìm hiểu về cái loại là các vi sinh vật, các côn trùng, rồi mình sẽ tìm hiểu rất là nhiều. Và mình ví dụ mình hiểu về thời tiết, ví dụ là mình không có nói về cái chuyện mà nó quá là vi mô, mà mình biết được là những cái người mà họ đã làm cái nghề nông và họ trồng cây thì họ luôn có một cái gọi là một cái sự mà quan sát rất là tốt đối với cây cối. Như là ví dụ như là nhiều khi các bạn xin hai trái hồng vậy đúng không, xong tự nhiên các bạn đau bụng, xong các bạn bị sao, xong rồi tự nhiên cái đi cấp cứu, xong kêu ta mới ăn đồ của nhà đó, lỡ như mà có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chuyện này, chứ đừng có nói câu là thôi tao tự ăn mà thôi, không cần ai phải làm gì tao hết á. Nên là nó rất là sợ. Với lại là mọi người biết không, ở Nhật họ sống không cùng với con cái, họ chỉ có nghĩa là chỉ có ông bà già sống chung với nhau thôi. Nên là họ ví dụ như là họ có một tâm lý rất là sợ, ví dụ là mình không có chung tiếng nói đúng không, tự nhiên có một ngày nào đó họ mình bấm chuông, mình gõ cửa, mình yêu cầu là mày cho tao hai trái hồng, mọi người có thấy sợ không? Ví dụ là chưa từng mọi người chưa có xin ai bao giờ, sao cũng chưa có từng mà có người Nhật hay là người nào tới xin mình, mới tự nhiên có người hôm nay người bấm chuông mà cho tao xin hai trái hồng nha, ba trái hồng nha, hôm sau là bấm chuông tiếp. Thử rất là phiền và rất là sợ, ngay cả bản thân của mình cũng vậy. Tại vì á, cái chuông cửa nhà mình nè, ngay cả người Nhật bấm chuông mình cũng không ra nè, nếu như mình không có hẹn trước mình cũng không có ra, tại vì mình không biết được người đó là ai hay như thế nào, rồi bắt đầu có những cái gọi là nó gọi là phiền nhiễu nó xảy ra. Tại vì họ tới như một lần, nhiều khi họ tới hai lần, một mấy cái tôn giáo này nọ linh tinh đó, nói chung là rất là mệt. Và ngay cả bản thân của mình là người Việt Nam mình cũng đã như vậy rồi, nên là mọi người tưởng tượng hai ông bà già sống ở với nhau mà tự nhiên nó suốt ngày nó mâm, có tưởng tượng là suốt ngày nó lăm le cái cây hồng của mình, nó là cây cam hay cây cam, cây mơ, cây mận của mình. Họ sống và họ rất là lo sợ và họ rất là stress về chuyện này, và họ không có muốn họ không có muốn bị làm phiền nữa, và họ không có muốn có những cái người nào mà lăm le. Mọi người tưởng tượng đi, tự nhiên có một ngày nào đó, lúc nào mình có sống trong cái suy nghĩ mà hôm nay họ sẽ có người nào nó lăm le trong mình, đầu tiên là quả hồng, ai biết được nó sẽ sau nó sẽ là cái quả gì đúng không. Nên là họ rất là sợ và rất là phiền đó. Nên là mọi người phải thông cảm cho cái văn hóa đó của họ, và trước khi á trách người ta thì phải nhìn lại bản thân của mình đã, trước khi mà trách người ta đúng không. Ví dụ như là có những cái trường hợp, ví dụ như là mình sống ở gần khu gần đây đúng không, người ta cũng biết mình, xong rồi hôm nay ví dụ như là, mà thực ra là mình cũng chưa xin bao giờ hết trơn, ví dụ như là họ cũng biết mình, thì nhiều khi hôm nay nhà bác có củ cải thì cháu biếu bác cái này thì bác biếu cháu lại cái khác, thì nó lại một cái chuyện khác. Nhưng mà thực sự là văn hóa ở Nhật họ rất là ít xin nha mọi người, rất là ít xin. Mình đang không, mình nên là đừng có ai bắt bẻ mình từng câu từng chữ, mình đang nói là rất là ít thôi chứ không phải là không bao giờ có. Thì nhiều khi có những cái ông bà già họ dễ tính, họ không có suy nghĩ gì nhiều trong đầu hết, họ không có ít, họ ít sợ, họ mạnh dạn và họ rất là thoải mái. Thì ok, nếu như bà biết cháu thì cháu vô cháu hái hai ba bịch gì cũng được đó. Nhưng mà sau có nhiều người họ sợ thì họ mới làm những điều đó. Nên là mọi người ơi, trước khi mà làm gì thì chắc ai thì họ mình phải xem lại cái văn hóa của người ta đi ha. Ngay cả ví dụ như là nếu như mà trong trường hợp mà lỡ mà có một cái chuyện gì đó xảy ra thì mình cũng mang tiếng rất là xấu. Tại vì á, hai người ta hay có một cái câu gì nè, mình biết miếng ăn nó là miếng tồi tàn, nên là họ đừng có, mình biết là thèm là này nó thiết mạng xã hội nó rất là phát triển rồi, nên là thực sự á là khi mà các bạn mà đi qua một cái đất nước nào đó, ví dụ bây giờ các bạn qua Úc, qua Pháp, qua Ý, qua Anh làm việc, qua Nhật làm việc á, thì trước mắt á, các bạn phải lên á search tìm hiểu về cái vùng nha, về cái vùng các bạn sẽ làm việc, với cái công ty các bạn sẽ làm việc. Các bạn ơi, Việt Nam ở sao ở qua bên Nhật ăn cắp rất là nhiều, mình nói thẳng như vậy luôn. Tại vì á, mọi người phải, trước khi cái điều đó xảy ra thì mình nói thiệt với các bạn là mình cũng thông cảm đối với những người đó, mình không có cổ suý ở những cái điều đó. Nhưng mà tại sao? Tại vì những cái người đó họ hiểu biết kém, chính xác là như vậy. Rồi họ qua đây họ thấy ăn cắp dễ quá, mà mọi người qua Nhật mọi người thấy không, họ để đồ đầy đồ
đạt họ bày hết ra ngoài đường, họ chẳng có ai bảo vệ hay là ai trông là ai đếm này nọ, ai mua thì nhiều khi bốc ra rồi bốc vô thôi, đi vào trong đó tính tiền nhiều khi họ cũng chẳng để ý. Nhưng mà tại sao là Việt Nam qua đây ăn cắp rất là nhiều? Tại vì trước khi qua Nhật họ không có tìm hiểu về cái công ty đó, họ không có tìm hiểu về cái vùng đó. Thiệt ra đáng trách một phần và đáng thương cũng một phần. Tại vì á, mọi người phải biết gì nè, mọi người ở Việt Nam chỉ biết nghĩ là qua Nhật rất là sướng, lương cao. Lương ở Nhật không hề cao nha mọi người. Lương ở Nhật không hề cao. Đó là một cái sai lầm. Nhật giàu từ năm 1000 khoảng năm thập kỷ 90 là Nhật cực kỳ giàu, cực kỳ gọi là thịnh vượng luôn. Xong đó bong bóng kinh tế suy thoái, nó cũng giống như là Việt Nam bây giờ vậy đó. Tất cả mọi thứ nó đều hoàn toàn về kinh tế nó đều là sụp đổ hết trơn luôn. Sau đó là ông Abe lên rồi mọi thứ nó mới bật lại. Thì cái đó là tôi lại nói sâu về cái chuyện chính trị quá nhiều rồi. Thì á, nên là khi mà các bạn đi xuất khẩu lao động thì điều đầu tiên lên bấm cái vùng. Cái vùng đó là gì, nằm ở đất nước nào, Nhật Bản, và các bạn phải tìm hiểu được mức lương cơ bản ở cái vùng đó là gì để tránh thiệt cho bản thân của mình và thiệt cho bản thân những người khác nữa. Nên á, là ví dụ như là có nhiều bạn tự nhiên nghe mấy cái người gọi là bên môi giới lao động cười, trời ơi qua cái đó là lương này không, các em không cần phải vất vả, không cần phải làm gì cơ mà. Tại vì nó là môi giới nên là nó mới nói như vậy. Chứ bây giờ mà cái miếng ngon đó thì nó đã đi từ lâu rồi, chứ nó không có ngồi để nó múa môi múa mép để lấy tiền của các bạn rồi. Mà trong khi đó hả, tôi rất ghét cái vụ mà hả, đi du học gì nói nghe cho nó oai, nói là gắn cái gắn cái mác du học vô rồi để đi làm. Đi du học để đi làm kiếm tiền nó là hợp pháp à, nó là bất hợp pháp nha mọi người. Tại vì đi du học theo luật của Nhật hình như là chỉ được làm không được quá 28 tiếng một giờ thôi, à một 20 quá 28 tiếng một tuần thôi. Nên là các bạn sẽ chỉ đủ trang trải cho tiền ăn của các bạn thôi. Nên là họ đừng có nói là đi làm qua bên này để tìm mọi cách để kiếm tiền để đổi đời, thì cái đó là tôi không có trách. Ai cũng muốn điều đó. Nhưng mà vấn đề là có hợp pháp hay là không hợp pháp. Tại vì á, mọi người cứ đâm đầu vô trong những cái đó để thôi kệ, cứ kệ tới đâu rồi tới, trước mắt là như vậy là có hậu quả nó tính sau. Thì nó kéo theo rất là nhiều cái hậu quả nó khôn lường. Và ngay cả ánh nhìn của họ vào trong cái người Việt Nam nó cũng khác nữa. Nên là với lại thêm nữa có nhiều bạn qua xong rồi tự nhiên phải đi làm công trường ở ngoài á, rồi làm ở ngoài trời tuyết, cái rất là cực. Nên là muốn làm gì thì làm, muốn xuất khẩu lao động ok, search tên công ty thứ nhất, thứ hai là bắt đầu đi vô trong kia, search vùng đó ở gì, nếu như Hokkaido thì mùa gì phải search ra nha, lương cơ bản là bao nhiêu. Nếu như không biết tiếng Nhật thì làm sao, thì bây giờ gõ là gõ tiếng Việt ở trên Google là từ tiếng Việt qua tiếng Nhật là công ty như thế này, rồi là ở vùng này ở Nhật, thì họ sẽ dịch qua tiếng Nhật đúng không, thì mình copy mình paste cái đó vào trên Google, sau đó thì nó sẽ dịch ra lại là phần tiếng Nhật tiếp, mình lại copy cái đó là mình từ tiếng Nhật mình chuyển qua tiếng Việt. Tất cả cái gì mình phải nắm trong tay và mình phải biết, và mình phải là người tìm hiểu rất rõ, và mình không có nghe người môi giới để qua đây nha mọi người, rất là kỹ. Còn rất là nhiều điều mà tôi là muốn nói với mọi người nữa, nhưng mà do thời gian không có hạn, tôi cũng phải chuẩn bị đồ. Hôm nay là đồ để Noel đây cho con tôi đây đó. Nên là mọi người ơi, khi mà qua Nhật thì chúng ta nên tôn trọng văn hóa của họ nhớ, chứ không chứ mà họ mình đừng có trách họ nha mọi người. Nên là nó cái khi mà mình trách họ như vậy thì thứ nhất là mình cũng mang cái tâm lý khó chịu và mình họ cũng bị oan một phần ấy. Nên là mọi người nhớ thông cảm cho cái văn hóa của họ nha mọi người. Mọi người ơi, thì hôm bây giờ là tôi phải đóng quà cho con gái, phải đi phơi đồ, thì có gì mọi người nhớ bấm like và bấm theo dõi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.